bây giờ em muốn tìm sản phẩm rồi em đưa lên trên mạng để em bán, để em có lợi nhuận. Thì đấy là tư duy của việc là chúng ta bắt đầu bằng một sản phẩm. 3 năm mình vẫn đi theo cái con đường số 1, đó là tư duy của một con buôn. Cái con đường này thì cũng đã giúp cho mình kiếm được 1 triệu đô đầu tiên trong vòng 3 năm. Cái mô hình này nó không cần phải có, các bạn không cần phải có nhiều sản phẩm. Các bạn chỉ cần tìm ra được đúng một sản phẩm key thôi là các bạn có thể chạy, là các bạn có thể viết. Cái key của cái mô hình này đó là gì ạ? Tốc độ. Đúng ạ, cá nhanh sẽ nuốt cá chậm. Ông nào đi trước, ông bán trước thì ông sẽ được nhiều lợi nhuận. Top Mark, học viện thương mại điện tử thực chiến số 1 tại Việt Nam. Khi mà các bạn kinh doanh online ấy, thì nó sẽ có hai cái con đường chính. Cái việc đầu tiên là chúng ta phải lựa chọn con đường. Chúng ta phải lựa chọn cái con đường nào nó phù hợp. Một, đó là anh em sẽ triển khai một cái hoạt động kinh doanh online với tư duy của một con buôn đi. Thì cái tư duy của một con buôn này không phải là xấu hay là tốt, chỉ đơn giản là các bạn lựa chọn một cách phù hợp. Tư duy con buôn nó khác ở một tư duy của một business, đó là các bạn sẽ bắt đầu bằng một gì ạ? Bằng một sản phẩm. Bây giờ em chưa tìm được sản phẩm win, em chưa biết tìm sản phẩm như nào. Bây giờ em muốn tìm sản phẩm rồi, em đưa lên trên mạng để em bán, để em có lợi nhuận. Thì đấy là tư duy của việc là chúng ta bắt đầu bằng một sản phẩm. Còn tư duy khi mà các bạn làm một business ấy, đó là chúng ta sẽ tìm ra một thị trường, rồi chúng ta tìm các cái vấn đề của cái thị trường đó, rồi chúng ta mới tìm sản phẩm. Đấy, thì mới bắt đầu đi bán. Thì cái này nó hơi khác nhau một chút nhá. Nó không có đúng, không có sai. Tại vì bản thân mình ấy, trong giai đoạn từ năm 2017 này, 2018, 2019, 3 năm mình vẫn đi theo cái con đường số 1, đó là tư duy của một con buôn. Giai đoạn 2017, 2018 thì mình bắt đầu bán hàng ở trên các cái nền tảng là Facebook. Mình có một chút các cái kiến thức về nhập hàng Trung Quốc, và mình cũng lên trên các cái trang như là Taobao này, 1688 này, Alibaba này. Và mình lên trên đó để mình tìm các cái sản phẩm mà ở bên thị trường nước ngoài họ đang bán tốt. Khi mà mình tìm cái sản phẩm ở bên thị trường nước ngoài bán tốt rồi, thì mình sẽ dùng những cái sản phẩm đó để mình mang về thị trường Việt Nam, để mình chạy quảng cáo, để mình marketing, để mình đo lường nếu có hiệu quả. Nếu chi phí chạy quảng cáo rẻ thì mình bắt đầu là nhập những cái sản phẩm đó về Việt Nam và đăng lên trên trang Facebook để chạy quảng cáo, đăng lên trên Shopee, Tiki, Lazada để bán. Thì đấy là tư duy của một người đi làm con buôn. Cái con đường này thì cũng đã giúp cho mình kiếm được 1 triệu đô đầu tiên trong vòng 3 năm. Hồi xưa thì mình cũng lên trên các cái trang 1688 này, mình tìm ra những cái mảng về thời trang này, đấy, đồ ngủ này, đấy, đồ chơi, phụ kiện, điện thoại, rất là nhiều mảng khác nhau. Đó, thì mình chạy những cái mẫu quảng cáo như này, nó rất là hiệu quả. Một cái mẫu bộ quần áo cho bé này, các bạn sẽ thấy rằng là cái lượt bình luận để mua hàng là hơn 107.000 lượt bình luận. Cái số lượng người họ mua hàng nó rất là lớn. Mỗi một cái đơn hàng này có giá trị trung bình đơn khoảng tầm 200 cho đến 250.000 trên một đơn hàng. Thì với cái cách này, với cái tư duy này thì mình cũng đã kiếm được tiền rồi. Đấy, thì đây là một số những cái hình ảnh. Đấy. Hồi xưa thì đây là những cái kho hàng của mình. Tìm ra được một cái sản phẩm trend, một cái sản phẩm hot và mang lên trên mạng chạy quảng cáo. Thì đây là cái cách, gần như là cái cách rất là đơn giản mà hầu hết là anh em mọi người đang làm. Nó không có đúng, không có sai nhá. Nó phải phù hợp với cái nguồn lực của mỗi người trong những cái giai đoạn đầu. Đấy. Thì hồi xưa mình cũng thấy 3 năm đầu tiên mình đều làm như kiểu này. Đó, mình cũng đi tìm những cái mặt hàng, ví như đây là cái thang vệ sinh cho bé này. Mình làm landing page này, xong rồi mình chạy quảng cáo ở trên Facebook, mình bán ở trên Facebook rồi xong mình đẩy lên trên YouTube, mình bán hàng gì ạ? Hàng chục cái công hàng như kiểu này. Cũng với cái tư duy là con buôn. Cái tư duy con buôn này ấy, nó sẽ chạy theo mô hình 5 bước nhá. Thì đây gọi là mô hình 5 bước để anh em làm những cái mô hình các cái sản phẩm trend. Thì cái bước đầu tiên đó là chúng ta cần phải đi tìm cho mình một cái sản phẩm. Có thể là ở thị trường Việt Nam hay là ở thị trường Trung Quốc đều được. Thì bước đầu tiên là lên trên đây để tìm sản phẩm, là bước số 1. Đấy, bước số 1 là tìm sản phẩm. Nó có rất là nhiều những cái trang này để chúng ta tìm. Tại sao mình lại lên Trung Quốc để mình tìm? Tại vì là ở bên Trung Quốc thì cái tốc độ xoay chuyển những cái mặt hàng mới nó rất là nhiều, nó rất là nhanh. Cho nên là mình hay lên trên đấy để mình tìm. Còn ở thị trường Việt Nam cũng có. Nó có hai phương án. Nếu mà bây giờ nhập ở các cái đầu mối, những cái tổng xỉ ở Việt Nam ấy, thì họ cũng có hàng thôi. Nhưng mà cái sản phẩm đó họ cũng đi cung cấp cho rất là nhiều những cái bên khác, thì cái tỷ lệ cạnh tranh nó sẽ cao hơn. Cho nên là mình thường tự đi mò những cái sản phẩm ở bên Trung Quốc để mà mình làm. Thì cái bước 1 là chúng ta sẽ lên trên những cái trang này để chúng ta tìm sản phẩm nhá. Bước số 2
Chúng ta sẽ test, có nghĩa là chúng ta sẽ thử nghiệm sản phẩm này. Chúng ta chưa nhập về nhá. Chúng ta chưa hề nhập về, chúng ta sẽ lấy hình ảnh này, lấy video của nó này ra để chúng ta chạy quảng cáo thử đã. Và nếu mà cái chi phí quảng cáo nó dao động từ khoảng tầm từ 15 cho đến 25% để có thể bán được một đơn hàng, thì chúng ta có thể test ở trên TikTok Shop này, có thể test ở trên Facebook này, có thể test ở trên YouTube, trên Instagram. Tại sao lại là ở khoảng từ 15 cho đến 25% ạ? Tại vì khi mà mọi người làm ấy, nó sẽ có một số những cái chi phí như sau. Chi phí số 1 nhá. Đó là chi phí cốt của sản phẩm. Đấy, cốt. Cốt có nghĩa là chi phí giá nhập của sản phẩm đấy, đúng không ạ? Chi phí số 2. Chi phí vận chuyển từ Trung Quốc về tới Việt Nam. Đấy, chi phí vận chuyển Trung Quốc. Chi phí số 3 là chi phí chúng ta chạy quảng cáo, marketing, chạy quảng cáo để bán được cái sản phẩm đó. Đúng không ạ? Chi phí số 4 là gì ạ? Cái tiền mà chúng ta vận hành. Ví dụ là chúng ta cần phải có nhân sự này, có cần phải có nhân sự để gọi điện, để chốt đơn, chi phí văn phòng, thuê kho các thứ. Đấy là chi phí vận hành, mình tạm gọi là đó là chi phí vận hành. Chi phí thứ 5 đó là phí sàn, phí các bạn bán ở trên các cái nền tảng. Ví dụ các bạn bán ở trên Shopee, các bạn bán ở trên TikTok Shop, bán ở Lazada, thì cái phí sàn là bao nhiêu? Đấy, thì nó sẽ có một số những cái khoản chi phí cơ bản. Ví dụ các bạn nhập một cái sản phẩm là khoảng tầm 70.000 ở bên Trung Quốc, chi phí vận chuyển cho cái sản phẩm này nó rơi ở khoảng là gì ạ? Là 10% của cái giá trị sản phẩm này đi, là 7.000 đi. Đó. Chi phí vận hành khoảng tầm 10% nữa đi, hoặc là 15% thì cứ cho là 10.000 đi. Đấy. Phí sàn khoảng tầm là 5% đi. À, 5% của cái giá mà các bạn bán ra đi. Ví dụ các bạn định bán cái sản phẩm này là 230.000 chẳng hạn. Giá bán nha. Phí sàn khoảng tầm, nó hết tầm 5% của 250k là bao nhiêu tiền ạ? 12.500. Nếu mà mọi người chạy quảng cáo ở cái ngưỡng là ví dụ như là 20% của 25.000 này đi, 250.000 này đi, là bằng 50k. Trừ đi các cái chi phí là chúng ta xem còn lãi hay không, nó còn lại lợi nhuận là khoảng tầm 100.000 trên một sản phẩm. Đó, thì cái ngưỡng này nó vẫn có thể cho phép để anh em có thể chạy được. Ok, vậy thì cái quá trình này chúng ta test. À, nếu mà thấy cái sản phẩm này nó rơi vào cái mức ngưỡng từ 15 cho đến 25% là chúng ta có thể bắt đầu là nhập cái sản phẩm này về rồi. Nếu mà nó ở mức 30% mà các bạn trừ đi, các bạn thấy quảng cáo ở mức 30% mà trừ đi giá cốt các thứ mà vẫn có cảm thấy là ok thì chúng ta vẫn có thể chúng ta triển khai. Nhưng mà nếu mà vượt trên 30% là cái ngưỡng là tương đối rủi ro. Thì cái bước số 2 đó là chúng ta sẽ test quảng cáo. Bước số 3 là sau khi mà test rồi thấy nó ở mức khoảng tầm từ 15 đến 25% thấy ok rồi thì chúng ta lúc này mới nhập hàng, chứ không phải là nhập hàng trước. Tại vì nhập hàng trước nhỡ đâu về không bán được thì sao ạ? Đúng ạ, không bán được thì sẽ cực kỳ rủi ro. Cho nên là chúng ta phải test trước đó. Sau khi nhập hàng về rồi thì chúng ta sẽ make up nó lại. Đấy, make up để cho gì ạ? Có thể là chúng ta thay đổi về bao bì này, hoặc là chúng ta đặt OEM theo những cái kiểu dáng, theo những cái màu sắc riêng của chúng ta. Bước thứ tư sau khi mà make up nó lại rồi thì chúng ta mới bắt đầu là chạy quảng cáo. Có thể là chạy ở trên Shopee, Tiki, hoặc là bán hàng ở trên livestream, hoặc bán hàng ở trên Facebook. Thì đây là cái mô hình trend. Thì cái cách này thì cũng đã giúp cho mình kiếm được rất là nhiều tiền ở trong những cái giai đoạn 2017, 2018, 2019. Đến bây giờ thì mình còn làm cái cách này nữa hay không ạ? Tất nhiên là mình vẫn còn làm, nhưng mà cái số lượng, cái tần suất của mình đã giảm đi rất là nhiều rồi. Cách làm của mình nó khác, tại vì là cái mong muốn của mình hiện tại nó khác. Thì cho nên là mình chuyển cái cách làm. Ví dụ này, có một số những cái bạn họ vẫn đang làm rất tốt. Ví dụ như là đây là một cái sản phẩm là hình xăm tạm thời chẳng hạn. Là bạn ấy sẽ lên trên các cái trang Trung Quốc, các bạn ấy tìm ra một số những cái hình xăm. Hình xăm tạm thời là chơi trong vòng khoảng một thời gian nào đó thì có thể là gì? Xóa đi, trong 15 ngày nó sẽ tự bong đi. Nó phục vụ một cái nhóm đối tượng khách hàng mà thích xăm nhưng mà lại không thích xăm thật, mà chỉ muốn là chơi, ví như sắp đến Tết rồi, muốn có một cái hình xăm nhỏ nhỏ này ở trên cổ. Đấy, thì mua những cái miếng dán xăm này. Các bạn sẽ thấy rằng là nếu mà đúng theo các cái bước của chúng ta có chia sẻ, đúng không ạ? Đầu tiên là chúng ta cần tìm ra cho mình một cái sản phẩm, đúng không ạ? Đó, ví dụ bạn ấy tìm ra cho mình một cái ngách, đó là các cái sản phẩm là hình xăm, đúng không ạ? Sau rồi bạn ấy sẽ chạy quảng cáo test, đúng không ạ? À, nếu thấy cái chi phí chạy quảng cáo ok, ở cái ngưỡng gọi là phù hợp, có thể ở mức từ 15 cho đến 25%, đúng không ạ? Rồi chạy thử ở trên Facebook, chạy thử ở trên TikTok, đúng không ạ? Chạy thử ở trên Instagram. Nếu mà thấy chi phí quảng cáo để có thể ra được một đơn hàng ở mức hợp lý là chúng ta mới bắt đầu gì ạ? Mới bắt đầu nhập hàng về. Vậy thì nếu mà cũng sẽ có những người nhập hàng về rồi,
các bạn sẽ bán luôn. Các bạn sẽ chạy quảng cáo, các bạn bán luôn. Có nghĩa là các bạn không bỏ qua cái bước make up này này. Đấy thì cũng được, nhưng mà gì ạ? Nhưng mà nó không tạo ra được cái sự khác biệt. Thì bạn này, bạn ấy make up nó lại, à, từ bao bì này, bạn ấy cho thêm giấy tẩm cồn này, cho thêm khăn ướt này, đúng không? Đóng gói vào một cái bao bì nó rất là đẹp. Nó sẽ khiến cho cái gì? Cái giá trị của cái sản phẩm nó được tăng lên rất là nhiều. Thì đây là một cái bước gọi là make up. Rồi sau khi mà make up rồi mới bắt đầu là đưa lên trên các cái sàn Shopee, Tiki, Lazada, ở trên Facebook, ở trên TikTok này để live stream, để bán hàng. Thì đây là một cái mô hình gọi là gì ạ? Cũng rất là ổn. Đấy, trước đây thì mình bán những cái sản phẩm như các bạn, đây là bô vệ sinh cho bé. Đấy, thì mình đặt ở bên Trung Quốc, là bình thường là ở bên Trung Quốc nó chỉ có một cái màu gọi là cái màu xám thôi. Cái màu xám như cái này thôi. Đấy, nhưng mà mình bảo là, à, bây giờ ông phải đúc lại cho tôi cái nhựa cho nó màu gì ạ? Màu xanh như này. Đấy, cái nhựa nó phải màu hồng như này, đúng không ạ? Đó, và thay đổi cái bao bì đi. Các bạn sẽ nhìn thấy là ở trên cái đây là cái bao bì nó có chữ là mầm store này. Đấy là mình cũng phải thay cái bao bì này, bảo ngay từ bên Trung Quốc thì khi mà đặt hàng thì họ sẽ làm ra cho mình những cái bao bì riêng. Thì đây gọi là bước make up lại nhé. Đấy, make up lại thì mình bán thì mình đỡ bị cạnh tranh. Đấy, tại vì là sẽ có những cái ông đối thủ khác. Ông ấy cũng biết nhập hàng Trung Quốc. Ông cũng nhập cái sản phẩm đấy. Đấy, nhưng mà hai ông cùng nhập ở cùng một cái shop, đúng không ạ? Mà ông nào mà make up đẹp hơn thì sao ạ? Thì nó sẽ tạo ra được cái sự khác biệt, nó sẽ không trùng nhau. Thì đây là cách làm của mình, đó là make up lại từ bao bì, từ màu sắc, từ đóng gói, thêm sản phẩm, thêm cái quà tặng khác vào. Cái mô hình này nó không cần phải có, các bạn không cần phải có nhiều sản phẩm. Các bạn chỉ cần tìm ra được đúng một sản phẩm kia thôi là các bạn có thể chạy, là các bạn có thể viết. Và cái cách làm này thì một cái sản phẩm này, cái vòng đời của sản phẩm ấy, nó có thể kéo dài từ 1 tháng cho đến 3 tháng tùy theo các cái loại sản phẩm của bạn nhé. Từ 1 tháng cho đến 3 tháng. Cái thang bô vệ sinh của mình ấy, mình chạy cái sản phẩm đó mình chạy được gì ạ? Đến tận 6 tháng cơ. Đấy, chạy 6 tháng thì bắt đầu cái chi phí quảng cáo nó bắt đầu tăng cao. Có nghĩa là khi mà chúng ta làm theo cái mô hình trend này, đã gọi trend có nghĩa là xu hướng. Thằng nào đi nhanh, thằng ấy thắng. Cái key của cái mô hình này đó là gì ạ? Tốc độ. Đúng ạ, cá nhanh sẽ nuốt cá chậm. Ông nào đi trước, ông bán trước thì ông sẽ được nhiều lợi nhuận. Đó, thì khi mà mình bắt đầu là mình bán cái sản phẩm cái túi này này. Mình bán được khoảng tầm đến tháng thứ 2 là bắt đầu cũng có những cái xưởng khác họ làm, họ bắt trước họ bán giống mình. Lúc đấy thì họ không phải là bán 399 nữa, mà lúc đấy họ bán có gì ạ? 250 rồi 200 rồi bán có những giai đoạn mà họ bán có 180 thôi. Thì lúc đấy là những cái lúc mà mình đã rút ra khỏi thị trường rồi. Mình chỉ bán ở trong một cái giai đoạn ngắn hạn, ở trong những cái giai đoạn đầu thôi. Còn về sau cạnh tranh quá thì mình rút. Đấy chính là cái nhược điểm, cũng là cái nhược điểm của mô hình chèn. Nó nghĩa là cạnh tranh rất là cao. Thì khi mà mình nhập cái mình bán là 399 thì mình đặt xưởng có 70.000 một cái sản phẩm đấy rồi. Giá cốt của cái sản phẩm này khi mà đặt xưởng ra thành phẩm ấy là chỉ có 70.000 thôi. Đấy thì cái lợi nhuận nó cũng tương đối cao. Khi mà bán một cái sản phẩm này thì có thể lãi được 200.000 trên một sản phẩm, mà lúc đấy mà bán một ngày từ 800 đến 1.000 sản phẩm thì các bạn sẽ biết rằng là cái doanh thu nó cũng tương đối là lớn. Thì đây là cái mô hình trend. Đó, mình tổng hợp lại. Bước đầu tiên là chúng ta tìm ra cho mình một cái sản phẩm. Bước thứ hai là chúng ta phải test quảng cáo. Đấy, dùng chính những cái hình ảnh mà các bạn lấy ở bên Trung Quốc này, ở bên trên Taobao này, ở trên 1688 này để, hoặc là lấy những cái video đấy để chúng ta chạy test. Rồi chúng ta mới nhập hàng, rồi chúng ta make up lại và chúng ta viết quảng cáo. Học viện thương mại điện tử tốt mắt, dạy thực tâm, học thực chiến.